Thân chào quý thính giả, đặc biệt là các bé thân yêu của One Way Radio. Các bé có biết về lễ vượt qua là gì không nào? Và lễ vượt qua có ý nghĩa như thế nào? Mời các bé hãy đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon ngày hôm nay số 14104. Câu chuyện với tựa đề Lễ vượt qua đầu tiên để được anh Đom Đóm và chị Giọt Sương giải đáp thắc mắc cho các bé nhé. Anh Đom Đóm và chị Giọt Sương mến chào quý vị thính giả, đặc biệt là các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình Chúc bé ngủ ngon của đài One Way Radio. Thơm quá, như có ai làm bánh không ta? Mũi anh Đom Đóm thính ghê luôn. Vậy ra là Giọt Sương làm bánh đem tới đây hen. Dạ, em mới học làm bánh bông lan trúng muối á, wow. Cho nên làm thử cho mọi người ăn xem có ngon không. Hay da, Giọt Sương làm á thì phải suy nghĩ lại coi có nên ăn hay không. Anh Đom Đóm này, dạ. Mà anh Đom Đóm ở đó mà suy nghĩ đi, để em đem mời cái anh kỹ thuật ăn hết nha. Anh nói giỡn thôi, chứ nghe mùi thôi là khỏi cần ăn cũng thấy ngon lắm rồi. Hả, khỏi cần ăn hả? Em cảm ơn anh Đom Đóm nha. Sao nói kiểu nào cũng không được ăn vậy? Em nói giỡn thôi, chứ anh Đom Đóm trong lòng em là nhất rồi. Sao lại không có phần của anh Đom Đóm được chứ? Ui chà, Giọt Sương dễ thương quá trời. Hôm nay á, anh sẽ kể chuyện liền cho Giọt Sương nghe nha, chứ không có nói lòng vòng nữa đâu. Dạ được, nè bánh của anh Đom Đóm nè. Mình vừa nhâm nhi vừa kể chuyện cho các bạn nhỏ nghe nha. Và câu chuyện của hôm nay là lễ vượt qua đầu tiên. Khi còn ở Ai Cập, Đức Giê-hô-va có truyền cho Mô-xe và A-rôn: từ nay trở về sau, tháng này được kể là tháng thứ nhất, tức là tháng giêng trong năm. Con ra lệnh cho toàn dân Israel, vào ngày 10 tháng giêng, mỗi gia đình phải bắt một con chiên được đúng một tuổi, không tì vết. Nếu gia đình nào ít người, sẽ ăn chung với người láng giềng gần nhất. Tính thế nào để có đủ số người ăn hết thịt con chiên? Đến ngày 14 thì đem chiên đi giết vào mỗi chiều tối. Mỗi gia đình sẽ ăn thịt con chiên ấy, còn huyết thì bôi lên trên hai thanh ngang và hai thanh dọc của khung cửa nhà mình. Đêm đó, các con sẽ ăn thịt chiên quay trên lửa với bánh không men và rau đắng, và phải ăn hết. Sáng hôm sau, nếu còn thừa chút gì, phải đem đốt hết. Đây là cách các con ăn lễ đó. Phải nai nịt gọn gàng, chân mang giày, tay cầm gậy và phải ăn vội vàng, vì đó là lúc Chúa vượt qua. Trong đêm ấy, ta sẽ vượt qua xứ Ai Cập và giết hết các con đầu lòng của mọi người, cũng như của súc vật. Ta cũng sẽ trừng phạt các thần của Ai Cập. Ta là Chúa. Huyết bôi trên cửa là dấu hiệu của nhà các con ở. Khi thấy huyết ở trước nhà nào, ta sẽ vượt qua và không giết hại nhà ấy. Từ nay trở đi, các con phải tổ chức lễ này để kỷ niệm ngày Chúa giải cứu các con khỏi Ai Cập. Thời gian hành lễ là 7 ngày. Trong suốt 7 ngày đó, các con phải ăn bánh không men. Nếu ai ăn bất cứ món gì có men, sẽ bị khai trừ khỏi Israel. Bắt chuyện chưa? Ăn không? Nó lớn quá, không được. Kia bị gãy chân, không được. Lẹo, bôi hết gốc đó rồi vô ăn nha con. Nhanh lên, trời tối rồi, nha. Ăn xong chưa cả nhà? Ủa, đồ thừa này làm gì? Dạ dạ, chú nói là hãy đốt nó đi. Thôi thôi, để con đốt đi cho. Ừ, đốt đi. Anh Đom Đóm ơi, sao? Tại sao phải làm y như vậy thì mới ra khỏi xứ Ai Cập được về anh Đom Đóm? Ừ, việc ra khỏi Ai Cập á, là một dấu ấn trong lịch sử của người Israel.
Mấy trăm năm đời sống khó nhọc nô lệ ở Ai Cập, nên việc được giải phóng là một sự vui mừng rất lớn cho dân Israel và cũng là một phép lạ lớn mà Chúa đã làm cho dân Ngài đó. Chính vì vậy, đây là cột mốc quan trọng để cho con cháu ngàn đời sau nhớ tới. Nên mỗi hành động, mỗi một việc thực hiện để ra khỏi xứ đều có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Tức là việc họ ăn thịt chiên con quay, rồi ăn bánh không men, rồi ăn rau đắng, rồi bôi huyết lên mài cửa đều có ý nghĩa riêng của nó hả anh? Phải đó, Đức Chúa Trời không làm gì vô nghĩa cả. Ngài luôn có lý của Ngài khi yêu cầu con dân Ngài làm bất cứ điều gì mà. Vậy những việc đó có ý nghĩa gì? Anh Đom Đóm nói cho tụi em nghe được không? Được chứ. Đầu tiên nha, việc chiên con bị giết và lấy huyết bôi trên mài cửa tượng trưng cho hình bóng Chúa Giêsu chịu chết và đổ huyết ra để cứu chuộc con người. Dạ. Đức Chúa Trời phán với dân Israel rằng ai bôi huyết chiên con trên mài cửa thì thiên sứ sẽ bay ngang qua và vượt qua chứ không vào nhà để tàn hại con đầu lòng trong nhà ấy. Thì cũng như vậy, những ai được huyết của Chúa Giêsu cứu chuộc thì sự chết đời đời sẽ không làm hại được người đó, và người đó sẽ được sự sống đời đời. Hay quá, vậy còn bánh không men và rau đắng thì sao hả anh Đom Đóm? Giọt Sương biết men là gì không? Dạ biết, khi làm bánh á, mình bỏ chút men sẽ làm cho bột nở ra mềm xốp hơn. Ừ, đúng rồi, đó là men làm bánh. Nhưng mà Chúa dặn họ ăn bánh không men để sau này khi nhắc tới, họ sẽ nhớ lại ngày mà họ đã vội vàng ra khỏi xứ Ai Cập đến nỗi không thể nhồi men cùng bột để ủ. Đồng thời men cũng có hình bóng của sự xấu xa, làm thay đổi đời sống của con người. Nên việc ăn bánh không men như là một lời nhắc nhở rằng dân Israel quyết tâm vứt bỏ những ảnh hưởng xấu của dân Ai Cập mà có một đời sống thánh khiết, tinh sạch để đi theo Chúa. Để còn rau đắng thì sao anh Đom Đóm? À, rau đắng hả? Rau đắng là để mỗi khi tới ngày kỷ niệm lễ vượt qua thì họ sẽ nhớ tới những đắng cay, những tủi nhục mà họ đã chịu đựng ở xứ Ai Cập. Để rồi họ biết ơn Chúa đã đem họ ra từ nơi nô lệ trở thành một cường quốc. Hay quá, đúng là Chúa không làm gì mà vô nghĩa hen anh Đom Đóm. Đây là phần Chúa kêu dân Israel phải chuẩn bị thôi. Còn về phần Pharaoh và dân Ai Cập, ngày mai Chúa sẽ thực hiện tai vạ và giải phóng dân Israel. Rất hay đấy nha. Vậy là không thể bỏ qua được câu chuyện ngày mai rồi. Thực ra thì cũng không nên bỏ qua câu chuyện của ngày nào hết á. Anh Đom Đóm tự tin quá nha. Thôi anh Đom Đóm đọc câu hỏi cho các bạn đi kìa. Được rồi, bây giờ là câu hỏi của ngày hôm nay. Hình ảnh nào trong lễ vượt qua biểu tượng cho sự cứu chuộc của Chúa Giêsu? A. Chiên con bị giết và bôi huyết trên mài cửa. B. Bánh không men. C. Rau đắng. Giọt Sương đọc lại câu hỏi một lần nữa nha. Hình ảnh nào trong lễ vượt qua biểu tượng cho sự cứu chuộc của Chúa Giêsu? A. Chiên con bị giết và bôi huyết trên mài cửa. B. Bánh không men. C. Rau đắng. Các bạn nhờ ba mẹ hay anh chị soạn tin nhắn theo cú pháp họ và tên, dấu cách và đáp án rồi gửi về tổng đài chúc bé ngủ ngon theo số điện thoại 093 3939 862. Hoặc các bạn cũng có thể gửi email về cho chương trình chúc bé ngủ ngon theo địa chỉ chia sẻ amoconeway.vn, cũng là cú pháp đó, họ và tên, dấu cách, đáp án. Nhanh tay lên các bạn nhé, những phần quà dễ thương đang chờ đợi các bạn. Còn bây giờ thì anh Đom Đóm và chị Giọt Sương chào tạm biệt các bạn nhỏ nha. Chúc các bạn nhỏ ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 21 giờ ngày mai nha. Chào tạm biệt.